Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chúc cả nhà một ngày mới bình an hạnh phúc. Hôm nay là ngày 13 tây tháng 10, mình có dịp ghé qua chợ Trader Joe tại 3035 Huntington Drive, Pasadena, Cali 91107. Và rất bất ngờ khi thấy ngôi chợ Mỹ này lại có hàng loạt các cái mặt hàng nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, phiên bản có giới hạn, cùng nhiều loại thực phẩm yêu thích trong các nhà hàng, hàng Hoa, Trung và Việt cũng có mặt tại đây. Và đó là những mặt hàng nào? Nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Cửa hàng Trader Joe's đầu tiên tại Pasadena, California vào năm 1967. Nhưng mãi cho đến năm 1996 thì công ty mới trở thành chuỗi cửa hàng trên toàn quốc. Hiện có gần 600 địa điểm và cửa hàng có mặt hầu hết ở mọi tiểu bang trên cả nước. Trader Joe's nổi tiếng với các sản phẩm được người mua sắm yêu thích, với nhiều mặt hàng chất lượng cao, giá rẻ. Để duy trì được chiến lược kinh doanh độc đáo này thì công ty đã phải đàm phán trực tiếp với người trồng trọt và nhà sản xuất, cắt giảm thêm chi phí làm việc thông qua các nhà môi giới và nhà phân phối. Vì thế, các sản phẩm được cửa hàng mua và bán cho người tiêu dùng theo nhãn hiệu riêng của chính mình là Trader Joe's luôn đáp ứng được một số tiêu chuẩn nhất định, chẳng hạn như không chứa hương vị nhân tạo, không chứa chất bảo quản và chất béo chuyển hóa, và thường có giá thấp hơn giá bán cùng một mặt hàng này tại những cửa hàng tạp hóa thông thường khác. Ngoài thực phẩm thì người mua sắm có thể thấy rượu vang và các sản phẩm làm đẹp giống nhau một cách đáng kinh ngạc với các thương hiệu lớn khác, ví dụ như một tuýp kem chống nắng tại cửa hàng Trader Joe's với giá $9 được so sánh với một tuýp kem chống nắng thương hiệu Supergroup với giá $38 đang được ưa chuộng. Nhiều loại rượu vang với nhãn hiệu riêng của Trader Joe's đến từ những công ty rượu nổi tiếng tại California, đứng thứ 5 trên cả nước. Một mặt hàng mà người mua sắm đang truyền tai nhau là có giá rất rẻ, rất hời tại Trader Joe's so với Walmart đang bán là 12-13 đồng, nhưng tại đây chỉ bán từ 2.99 cho tới 4.99. Tất cả có hai loại, một loại là bánh quy xốp giòn và một loại là bánh quy có một lớp kem vị bí ngô cùng quế được nghiền xốp béo ngon giữa hai lớp bánh giòn cùng lớp muối biển trên bánh quyện vào nhau, tăng hương vị nhưng không quá nhiều và quá mặn để làm mất đi cái hương vị tuyệt vời, và được đánh giá là 9/10 điểm. Cũng giống như bên Audi, nhiều mặt hàng của chính hãng Đức thì mình mua với giá rất rẻ tại Audi, nhưng khi mình mua ở những trang website khác thì giá gấp 5-10 lần. Một trong những món nổi tiếng tại đây mà người mua sắm đều muốn thử qua một lần đó là các hộp sủi cảo hấp nhân thịt heo hay là thịt gà được kết hợp với một ít gừng, hành lá, dầu mè. Sản phẩm được bán với thương hiệu riêng của Trader Joe's, nhưng thật ra đó là từ các nhà hàng lớn. Tại đây chỉ có giá 3 đồng 49 sen một hộp. Một hộp 6 cái được đóng gói trong khay có các ô riêng biệt để tránh dính chồng lên nhau, dễ dàng lấy ra và sử dụng từng cái khi cần. Đặc biệt là không cần tốn 10 phút để hấp mà chỉ cần có 1 phút làm nóng trong lò vi sóng là có thể sử dụng được ngay. Vỏ bánh mỏng, mềm, không bị rách, ngập tràn khoảng 2 thìa nước súp xương ngon ngọt, bùng nổ hương vị khi cắn vào. Vị gừng sẽ dịu dần cho đến miếng cuối cùng. Ngon, giá rẻ, chất lượng, nhà hàng thật là tuyệt khi có được cái sản phẩm này tại Trader Joe's. Sau khi ăn thử xong thì mình biết chắc rằng mình sẽ quay lại tiệm Trader Joe's thêm nhiều lần nữa. Vì từ nay mình không còn phải cần chờ đợi xếp hàng tại nhà hàng mới được ăn những món ngon như thế này. Và rất là tiếc nếu như mình bỏ qua các cái hộp xíu mại nhân thịt gà hoặc thịt heo tại Trader Joe's, bởi vì đây là loại mới.
chỉ cần hâm nóng 1 phút trong lò vi sóng là có thể sử dụng được ngay. Khác với nhiều loại há cảo hay là xíu mại, thường thì hay phải hấp trong vòng 5, 7, 10 phút mới có thể sử dụng và dễ bị rách nát vỏ. Đối với những hộp xíu mại hay há cảo của Trader Joe's thì không còn phải lo lắng về vấn đề này. Vỏ xíu mại thì mềm nhưng không bị rách. Nhân thì vừa ăn để chấm cùng với nước tương tăng thêm hương vị khi ăn. Loại xíu mại thịt heo ngon hơn nhiều so với loại thịt gà vì nó có vị gừng nhẹ. Một hộp 9 viên chỉ có 3 đồng 99, rẻ hơn rất nhiều mà chất lượng lại như nhà hàng. Đây là món không thể nào thiếu được khi mình ghé qua tiệm Trader Joe's. Một món nổi tiếng khác đó là những sợi mì trong suốt như là sợi thủy tinh cùng với rau củ quả là cà rốt, rau bina và ớt chuông. Tươi ngon như vừa nấu xong sau khi hâm nóng nhanh 2 phút. Rất là đặc biệt tại Trader Joe's chỉ có giá 2 đồng 99. Một điểm nhấn đặc biệt đó là các cái món thực phẩm đông lạnh của Trader Joe's luôn luôn ngon tươi như vừa nấu xong sau khi hâm nóng từ microwave từ 1 đến 3 phút rất nhanh. Món bún gạo xào của Thái cùng đậu hũ và nước sốt đậu nành kèm với cà rốt rau thuần chay, sợi bún gạo dai đậm đà với hương vị tỏi và nước tương không thể bỏ qua. Cũng như món bánh bao thịt heo nổi tiếng ngon tuyệt, cả người lớn và trẻ em đều thích. Với nhân thịt heo màu nâu xé nhỏ được phủ qua một ít nước sốt đậu nành ngọt ngào. Khi thịt heo chạm đến vị giác thì không thể bỏ qua miếng thứ hai. Ngon là thế, chỉ có 4 đồng 79 sen cho 4 cái bánh bao. Sản phẩm mới đang gây sốt cho người tiêu dùng là những hộp bánh bao nhân tôm nhỏ, hương vị ngon tuyệt. Hai lớp bánh mềm xốp với nhân tôm được xay hoàn hảo, kèm thêm là một bịch nước sốt đặc biệt dành cho sử dụng chung với 8 cái bánh bao chỉ có cái giá 4 đồng 99. Các chai tương ớt của Trader Joe's là sự kết hợp của ớt jalapeno đỏ và ớt anaheim cùng đường, tỏi, muối giấm tạo ra màu sắc đẹp tự nhiên nhưng không quá cay, đặc biệt là chỉ có giá 3 đồng 49 sen. Được người tiêu dùng đánh giá là ngon như tương ớt con gà nổi tiếng hiệu Huy Phong, trong khi Walmart đang bán cái chai này với giá 13 đồng 89 sen. Các bịch bánh gạo cay của Hàn Quốc đang gây sốc vì quá ngon và thuần chay, với nước sốt đậm đà, cay vừa phải và có vị ngọt. Một bịch khá lớn chỉ có giá 3 đồng 99 tại đây. Các bịch cơm nấm Hàn Quốc có hình tam giác như là những chiếc bánh ú. Một hộp 3 cái với cái giá là 4 đồng 99 khá to. Chỉ cần hâm nóng trong microwave từ 1 đến 1 phút rưỡi là có ăn ngay. Hương vị ngọt từ thịt chay ngon đến nỗi không phân biệt được là thịt bò thật hay là thịt chay. Kèm thêm là có trộn rau, bắp cải, hành lá, cà rốt. Gạo thì rất ngon, có kết dính mềm ẩm, vừa miệng. Các cái bịch kim bắp là cơm cuộn của Hàn Quốc đang gây sốt trên bảo mạng tại Trader Joe's vì rất ngon, bao gồm cơm được cuộn bên trong một lớp rong biển khô cùng thịt, rau, trứng, chả cá, trong khi sushi thì là cá sống, đường, muối giấm. Thì kim bắp của Trader Joe's sẽ dùng dầu mè, muối cùng rau bina, củ cải ngâm chua ngọt, trứng, thịt, chả cá, thêm mè được quấn qua lớp rong biển khô chỉ có giá 3 đồng 99 cho một bịch. Trong đây gồm có 9 cái miếng cơm cuộn, hương vị rất là ngon, được đánh giá là chất lượng như là nhà hàng. Đặc biệt là món này có thể ăn liền khi nó còn lạnh, hoặc là nếu thích thì bạn có thể bỏ vào trong lò vi sóng khoảng 30 second là mình có thể thưởng thức được tất cả những cái hương vị của Hàn Quốc mà không cần phải đến Hàn Quốc nha. Nước tương thì quá quen thuộc nhưng ai cũng biết là càng đậm đà thì càng có độ mặn natri muối cao gấp nhiều lần, thứ mà mọi người đều muốn tránh. Đặc biệt là nước tương tại Trader Joe's có độ mặn ít hơn 50% so với các thương hiệu nước tương hàng đầu.
Điểm nổi bật là được làm bằng phương pháp Honjoso, được ủ và lên men tự nhiên từ 6 đến 2 năm, có nghĩa là chất lượng cùng hương vị nước tương đích thực. Chỉ có giá 3 đồng 79 cent một chai. Mình có mua qua một chai này và về dùng thử để so sánh với những chai nước tương thanh dịu đậm đà của Việt Nam. Tuy nhiên thì mình rất là thích loại này bởi vì nó ngọt dịu, không có độ mặn gắt như các loại nước tương châu Á khác mà mình đã từng dùng qua. Một điểm cộng nữa cho loại nước tương này mình rất thích đó là không có đường và cũng không có một lượng đường bổ sung khác thêm vào. Không chất béo bão hòa, tức là không có chất béo xấu và không có cholesterol. Đây là một lựa chọn rất tốt cho sức khỏe. Đối với loại nước tương nguyên chất từ đậu nành, gà sốt cam của Trader Joe's chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng 4 hoặc 5 phút là có vị rất ngon. Nước sốt đặc biệt hương vị cam tinh tế thay vì bị lấn át như các loại gà sốt cam trên thị trường. Loại này có vị ngọt dễ chịu, không bị ngọt gắt. Được người tiêu dùng đánh giá là loại gà sốt cam ngon nhất hiện tại và chỉ có giá 3 đồng 79 cent cho một bịch khá là nhiều gà. Thịt gà teriyaki đông lạnh của Trader Joe's rất tuyệt vì thịt gà mọng nước được phủ trong nước sốt teriyaki hấp dẫn, thỏa mãn vị giác của người khó tính và đã từng đoạt được giải thưởng Á quân thực phẩm vào thường niên lần thứ 14 với giá thật rẻ là chỉ có 5 đồng 99. Và cũng không thể bỏ qua các bịch thịt gà Kung Pao tại đây. Thịt gà màu nâu sẫm, ngon, ngọt, nước sốt tuyệt vời không lẫn vào đâu với hương vị độc đáo. Đó là loại nước sốt gừng, đậu nành đậm đà gia vị. Kèm thêm là một gói rau, một bịch đậu phộng rang sẵn, một bịch nước sốt và một gói thịt gà nấu sẵn cũng chỉ có giá 5 đồng 99. Các bịch bánh kẹp hành lá Đài Loan tại Trader Joe's rất ngon bởi vì xốp không bị chai sau khi chiên hay là nướng, có lớp ngoài giòn mà bên trong vẫn mềm và ẩm không bị khô. Hương vị kết cấu rất tuyệt, chỉ có 2 đồng 49 cent cho 5 cái. Được người tiêu dùng đánh giá là 9 trên 10 điểm so với các cái loại bánh kẹp hành lá bán trên thị trường của các chợ châu Á khác. Các loại bánh nướng xốp nhân thịt hoặc là nhân rau pina và phô mai dẻo tại Trader Joe's chỉ có giá 4 đồng 99, có nhiều hương vị rất là lạ và độc đáo đáng để thử qua một lần. Năm nay thì có một món đang gây xôn xao trực tuyến hàng theo mùa tại Trader Joe's, đó là món Mac and Cheese Butternut Squash. Mì ống được quyện qua phô mai, nước sốt đặc có phô mai với hương vị ngọt ngào của bí ngô. Hình dáng sợi mì rất đẹp, dai vừa đủ, không bị cứng sau khi hâm nóng hoặc là nấu. Chỉ có 3 đồng 79 cent. Không thể bỏ qua những hộp bánh waffle chỉ có 3 đồng 49 cent hay là những hộp bánh mì vị bí ngô. Cực kỳ hấp dẫn và ngon và phiên bản có giới hạn chỉ bán trong cái mùa thu và lễ Halloween và sau đó sẽ không còn nữa. Chỉ với cái giá 4 đồng 99. Các cái thỏi kem hình nón, hương vị bí ngô và gừng vừa mới nhập về của Trader Joe's và sẽ bay khỏi kệ hàng rất là nhanh bởi vì hai hương vị này quyện vào nhau cho ra một cái vị vô cùng độc đáo của mùa thu. Tuần này thì các hũ bơ bí ngô hàng theo mùa phiên bản có giới hạn đã có mặt tại Trader Joe's nhưng sẽ mau hết hàng. Chúng có kết cấu mềm mại, có vị béo, hương vị ấm áp. Tất nhiên là không có bơ vì chúng được làm từ bí ngô, mật ong, nước cốt chanh, quế đinh hương, gừng và hạt nhục, đậu khấu kết hợp một cách hoàn hảo để chép bánh mì, bánh kẹp hoặc là làm các loại gia vị nước sốt thì cực kỳ hấp dẫn và ngon vô cùng. Một mặt hàng theo mùa được mong đợi nhất tại đây đó là những hũ nước sốt mì ống kem mùa thu, bao gồm cà chua tươi với vị ngọt từ bí ngô và bí ngô nghiền, kèm theo gia vị là tỏi, hương thảo và rau thơm, chỉ có giá 3 đồng 99, trong khi Walmart đang bán cái hũ sốt này với giá gần 12 đồng. Hoặc là những lọ nước sốt hữu cơ, hàng phiên bản có giới hạn tại Trader Joe's,
không chứa chất gluten. Sự kết hợp tuyệt vời giữa cà chua mặn, dầu ô liu, phô mai, húng quế, tỏi, rau ngò và một ít rượu vodka chỉ có giá 3 đồng 49 tại đây, trong khi Walmart.com đang bán cái hũ sốt đặc biệt này với cái giá là 12 đồng. Vì vậy, nhiều mặt hàng thương hiệu hàng đầu tại Trader Joe's mình sẽ mua được giá rất là rẻ so với những cái trang khác như là Walmart.com hay là Amazon.com hay những cái trang website lớn bên ngoài nha. Hàng độc quyền của Trader Joe's đó là những sợi mì đầy màu sắc tự nhiên từ rau bina, củ cải đường và ớt chuông đỏ, ngũ cốc nguyên hạt, protein, chất đạm và chất xơ cùng các chất dinh dưỡng khác như là chất sắt hoặc là vitamin E chỉ có giá 2 đồng 49 một bịch tại Trader Joe's. Nếu mua 4 bịch cũng chỉ có 10 đồng, nhưng mà trên trang Amazon.com đang bán 4 bịch với cái giá là 22 đồng. Trà thảo mộc hương vị bí ngô chỉ có 4 đồng 99 tại Trader Joe's, cũng là một mặt hàng phiên bản có giới hạn. Với hương vị bí ngô, quế, nhục đậu và đinh hương, không có chất caffeine như những loại trà khác, có vị ngọt, dịu, nhẹ, hộp 20 gói. Trong khi trên trang Walmart.com họ bán hộp trà này với cái giá là 15 đô la nha. Một bao cà phê vị bí ngô, hương vị nồng nàn mùa thu và sẽ không bị mất đi sau khi pha cà phê, sẽ có vị cay nhẹ cùng vị quế, đinh hương, cảm giác hơi tê tê nơi cổ họng và một ít vị gừng rất là tuyệt. Chỉ bán có 8 đồng 99 tại đây, trong khi Amazon đang bán hai bịch này với giá 40 đô la, tức là 20 đồng một bịch. Nếu như không so sánh thì mình không biết là mình đã mua được nhiều mặt hàng phiên bản giới hạn giá thật là rẻ tại Trader Joe's. Một bịch 10 cái bánh tortilla của Trader Joe's chỉ có giá 2 đồng 99, có vị đậm đà và vị cay vừa đủ. Bánh mềm, không bị cứng, không dễ vỡ, thích hợp để làm những chiếc bánh burrito rất là ngon. Các hộp cereal ngũ cốc nguyên hạt, hương vị bí ngô của Trader Joe's chỉ có giá 2 đồng 99, được kết hợp làm từ gạo lứt nguyên hạt, yến mạch, đường nâu để tạo độ giòn cùng một ít quế. Trong khi Walmart.com đang bán cái hộp này với giá là 13 đô la. Các cái bịch mì ống ravioli hình chữ nhật hình vuông với nhân bí ngô ngọt và phô mai đặc biệt như là ricotta, được thêm một ít mật ong, trứng, đinh hương, quế chỉ có giá 3 đồng 49 tại đây. Nhưng nếu mình mua ở những nơi khác thì với giá không bao giờ có cái giá này nha. Các cái búp salad chỉ có cái giá 1 đồng 49 sen tại đây. Và nhiều bịch rau organic ở đây mình thấy bán cũng khá là rẻ. Tuy nhiên mình thấy có một cái hộp blueberry trái rất là to hơn ở Walmart và Target. Và một hộp như thế này họ bán với cái giá là 4 đồng 99 sen. Các cái trái thơm thì rất là tươi, ngon và rất là to, với cái giá là 2 đồng 99 sen một trái. Một hộp 2 pound nho đỏ không hột chỉ có cái giá 5 đồng 49 sen tại Trader Joe's tuần này. Rất là tươi và ngon. Ngoài ra thì đặc biệt táo ở đây mình thấy bán rẻ hơn những cửa tiệm khác. Chẳng hạn như táo Cosmic chỉ có 99 sen một pound. Và có nhiều loại táo khác cũng chỉ có 1 đồng 29 sen. Hoặc là những cái loại táo xanh cũng chỉ có cái giá 79-89 sen. Một bịch táo như thế này là có 4 đồng 49 sen. Chuối organic thì một trái là 29 sen, còn chuối thường thì một trái là 23 sen, tính ra một pound khoảng 2-3 trái chuối cũng chỉ có 70-80 sen một pound nha. Trang
trái thanh long mình thấy ở đây rất là to và tươi, chỉ có giá 3.99 đồng một trái, trong khi các chợ Việt Nam mình mua thì một trái phải là 5.99 đồng cho đến 6.99 đồng. Còn chanh thì một bịch ở đây mình thấy bán chỉ có 2.49 đồng một bịch. Chanh vàng hay là chanh xanh cũng cùng một giá nha. Các cái bịch bánh mì tại Trader Joe's rất là đặc biệt, có nhiều hương vị khác nhau trong đây, rất là ngon và chỉ có cái giá từ 1.99 đồng cho đến 2.49 đồng. Các hộp bánh quy vị bí ngô xay nhuyễn, có cả vị gừng, bánh quy giòn, rất ngon, chỉ có cái giá 4.99 đồng, thật là to. Nhưng trên Amazon họ đang bán một cái hộp này với giá 11-12 đô la. Người mua sắm nhiều khi cũng không biết rằng mình đã bước ra khỏi tiệm khi mua được nhiều mặt hàng với giá rẻ rất nhiều tại Trader Joe's. Một hũ ớt hành phi rất là thơm và cay, vị ngọt dịu ở trong đây, có tỏi và các cái loại gia vị rất là ngon, chỉ có giá 4.49 đồng tại Trader Joe's. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Một lần nữa, nếu quý vị và các bạn thấy video có hữu ích, vui lòng đăng ký, nhấn like, bình luận và chia sẻ video nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.